Vâng, em Tuấn chào mấy anh chị nha. Hôm nay em về một mẫu xe Sandan 2 đầu nè. Con này là Sandan 2 đầu, con này X-Line Tre nha. Đó, X-Line Tre 2016 số sàn nha anh em. Đó, con này thì số sàn. Đây là cửa hàng em. Em thì chuyên tất cả các loại Innova từ 206 tới 216 nha. Đó. Con này là 206. Bên em có 206, từ 206 tới 216 thì sẽ có xe hết nha anh em. Đó, đây là sơ quan tổng quan cái cửa hàng em nha. Đó, sau này em đi sơ lược về cái xe X-Line Tre này nha. Xe thì cũng mới về thôi, có một chỗ có vài ba chỗ cũng trầy suốt nè. Đó, cũng trầy suốt nhẹ nè. Đó, em sẽ cho làm lại cho anh em nha. Chứ không có để gì bàn giao anh em được. Đó, em xe thì màu trắng nha, con này màu trắng. Bạn đủ có đời stay top đầy đủ nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đó, xe thì mới về. Có mấy cái chỗ này thì cản kiết đồ cũng chưa làm lại, cái này em sẽ cho xử lý hết cho anh em nha. Anh em cứ yên tâm về bản đồ. Em giao xe thì em giao xe về anh em sẵn dùng thôi. Đó, sơn si rồi tất cả thứ là em làm lại hết cho anh em nha. Đó, xe thì mới đăng kiểm cái chát luôn này, tới tháng 5 2023 nha anh em. Đó, anh em nào muốn xem xe và chờ thử vui lòng alo cho em nha. Em tên Tuấn, em ở dưới em Bình Dương, với số điện thoại là 0904 804567. Tất cả cái xe em bán ra em đều bao rút hồ sơ cho anh em nha. Anh em này có vấn đề về khó khăn về nhập hoặc rút, đó, em sẽ hỗ trợ anh em hết mình nha. Con này thì cụm đèn trước là cụm đèn led nha anh em. À, tí nữa em sẽ đi qua một vòng cho anh em nha. Xe rất là đẹp luôn nha anh em. À, xe thì đẹp miên man, có vài ba chỗ này chạy chạy nè. Thì đó, em sẽ cho xử lý lại nha. Cho xe dần đi là không tránh tình trạng trầy suốt là hơi khó lắm. À, xe mâm đúc 5 cây rất là đẹp nè. À, mấy con xe này là mình tới, mình cầm khóa trong người, mình nhấn tay vô xe sẽ tự mở nha anh em. Xe tự mở luôn nha. Con này kêu chữ thì xin kẻ xe nha anh em. Kêu chữ xin kẻ xe, em cam kết cho anh em bằng văn bản luôn nha. Đó, con này có cụp gương tự động nè. Đó, bấm khóa sẽ cụp gương nè. Chỉnh gương nè, chỉnh gương khóa đâu nè. Con này em sẽ đi sơ lược và bữa làm sơn xong em sẽ quay kỹ cho anh em nha. Vô lăng của số con này rất đẹp luôn nha. Vô lăng của số con này rất đẹp. Con này có đờ stay top nè. Đờ stay top nè anh em, màn hình đầy đủ luôn. Đó, số sàn con này thì nội thất cực kỳ rộng luôn nha anh em. Ghế nỉ còn luôn nha. Ghế nỉ còn luôn. Đó, ốc cánh ốc cửa rồi. Đó, hôm nay em vui đây sơ sơ thôi. Em bán giá cực kỳ hợp lý cho anh em luôn nha. 216 X-Line Tre. Đó. Xe thì phân khúc đó là phân khúc sơ. Lên xe rất là đẹp nè anh em. Đó, to rộng dài lắm anh em. To rộng dài lắm, xe rất là đẹp luôn nha. Đó. Cốp thì rất là rộng luôn, thích hợp lý cho anh em mà để đồ đi xe nè. Xe mới lấy về nha anh em, xe mới lấy về nên có hơi dơ, hơi bẩn tí. Nói chung là em sẽ cho dọn dẹp tất cả nha. Đó, xe còn nỉ zin nha, nỉ zin xe nha, kêu chỉ zin kẻ xe luôn em à. Em nói mức giá bán luôn nha, con này dọn dẹp sạch sẽ xong đó, em sẽ bán mức giá yêu thương luôn, 380 triệu đồng nha. 380 triệu đồng còn thương lượng nha, còn thương lượng cho anh em nha. Con này em sẽ cho sơn phết phẩy lại và đánh bán bóng lại nha anh em. Đó, con này Innova 207. Con này Yaris em bán rồi nha anh em. Yaris em bán rồi. Đó, con này Innova 2016 nha. Innova 2016 phom cũ. Đó, hôm qua em bán là 365 triệu em bao ra tên nha. Anh em này mà yêu thích xe nào thì alo cho em nha. Với số điện thoại 0904 804567 nha anh em. Đó, em sẽ tư vấn cho anh em miễn phí nha. Anh em thích dòng xe nào thì alo cho em nha. Thì có giá tốt cho anh em luôn, mâm phay đồng hồ đỏ luôn. Con này 22 em bán giá là 305 triệu đồng. Đó, 305 triệu đồng. Xe thì kêu chị đủ nè. Đó, xe nhanh gương nè, nội thất mới rồi, xe về sẵn dùng nha anh em. Em còn đầu kia là 206 em bán là 225 triệu đồng nha. Còn 208 này em bán là 248 triệu đồng nha anh em. Đó, 208 biển 47 nè, em bán 208 triệu đồng. Đó, em bán với 208 triệu đồng anh em. Con này là con 206 nè, xe mới về nè. Đó, xe con này thì nội thất đẹp miên man, keo chỉ không móc phần nào nha. 206 gia đình người ta đi nên xe rất là kỹ, anh em yên tâm về xe nha. Đó, 225 triệu đồng thôi nha anh em. 225 triệu đồng cho mỗi xe này thôi nha. Đèn đuốc rất là sáng luôn, mặt ra lăng như nóc luôn em. Anh em nào muốn xem xe chạy thử tất cả các dòng xe vui lòng alo cho em nha.
Em tên Tuấn, em ở Bình Dương, số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó. Chào tất cả anh em nha.